Bí mật của cuộc sống đủ đầy hạnh phúc là gì? Khi mình không biết nói cảm ơn là gì, đôi lúc mình nói cảm ơn mình còn thấy ngại nữa. Khi mình không biết nói cảm ơn thì bên trong của mình sẽ cảm thấy không có vui. Người ta làm cái gì cũng mình cũng cảm thấy không có hài lòng. Nếu các anh chị đang cảm thấy điều đó, chứng tỏ mình chưa có lòng biết ơn. Mình hay chỉ trích chính mình và chỉ trích người khác. Bên trong của mình thật sự cảm thấy không có hạnh phúc. Mình chả hiểu lý do tại sao lúc nào mình cũng cảm thấy không đủ tốt, thấy không đủ giỏi, mình không bằng ai cả. Nên bên trong mình cảm thấy có điều gì đó khiến cho mình không có hạnh phúc. Đó là thói quen khi mình chưa rèn luyện lòng biết ơn. Và tất nhiên rằng mình có những cái suy nghĩ không tích cực thì nó sẽ dẫn đến những cảm xúc không tích cực. Hồi xưa mình tưởng đâu mình than nhiều mình sẽ có, đúng không ạ? Nhưng mà sự thật là các anh chị biết không, khi mà mình thực hành lòng biết ơn thì mình mới biết được rằng khi bên trong của mình đủ đầy thì mình mới đủ đầy. Trong cái cuốn sách Sức mạnh tiềm thức, luật hấp dẫn nó nói là những cái gì giống nhau sẽ hút nhau. Bên trong của bạn đủ đầy thì bên ngoài của bạn mới đủ đầy được. Và nếu như mình nghĩ mình chưa có đủ tiền, nhà của mình ở cũng không được đẹp như người ta, xe của mình chạy thì cũng không được đẹp như xe của người ta, công việc của mình thì cũng không có tốt, thành ra bên trong của mình nó bị thiếu. Thiếu thì thông qua luật hấp dẫn thì bên ngoài cũng thiếu, không có đủ được. Các anh chị có biết là chỉ có một con đường, chỉ có một con đường giúp cho bên trong của mình đủ đầy, đó là gì các anh chị biết không ạ? Đó là lòng biết ơn. Mình bắt đầu biết ơn với những gì mình đang có, trong khi mình theo đuổi những điều mình mơ ước. Những điều đó sẽ giúp bên trong của mình đủ đầy. Và khi bên trong của mình đủ đầy thì bên ngoài của mình mới đủ đầy được. Nếu như các anh chị đang có dấu hiệu là chỉ trích, các anh chị đang đổ lỗi, các anh chị đang phàn nàn, các anh chị đang cảm thấy căng thẳng, vội vã, đang trong cái tâm trạng tồi tệ, là các anh chị đang không biết ơn. Đối với tiền bạc cũng vậy, nếu như anh chị cảm thấy anh chị không vui, chưa có đủ nhiều, thì vũ trụ thấy là đang không có lòng biết ơn. Thì những cái gì mình đang có cũng sẽ đi luôn. Nên chúng ta cần phải lưu ý rất là kỹ những điều này. Và đây là một trong những quy luật của vũ trụ. Những điều giống nhau sẽ hút nhau. Nên nếu các anh chị làm sao bên trong mà cảm thấy đủ đầy thì các anh chị mới thu hút được những điều mà các anh chị mong muốn được. Và để có được cuộc sống đủ đầy hạnh phúc, Minh mời các anh chị tham gia link nhóm bên dưới để luyện tập cùng Minh mỗi ngày nhé.